Hello. Xin chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay là mùng 1 đúng không? Thì sẽ có rất là nhiều người đi ăn sáng, ăn chay và đi chùa nữa. Thì hôm nay Phương cũng đi chùa. Một lát nữa Phương sẽ đi với một người bạn. Hồi sáng nay thì cũng đi kiếm đồ chay để ăn, nhưng mà định sẽ review nữa, nhưng mà không kiếm được và thấy là phải ăn hủ tiếu khô thịt. Thì cũng có ý định là sẽ review cho mọi người xem sao, nhưng mà thật ra ở trong đó ồn quá, mà Vân thì Vân không có nói lớn được, cũng không thể nào nói lớn, cảm thấy ngại lắm, vừa ăn vừa nói nữa khó chịu lắm, cho nên là không có review. Với lại chỗ đó ăn nói chung cũng được, không ngon lắm, mà giá thì lại cao. Hủ tiếu khô với thịt mà 50.000 một tô, thêm một ly trà đá nữa là 55.000, rồi ra trả tiền phí gửi xe 20.000 nữa là 75.000. Nếu mà 75.000 Vân thêm khoảng mười mấy 20.000 nữa thì Vân có thể vào một cái quán cà phê vừa có nhạc nè, vừa có cà phê để uống nè, rồi không có bị ồn ào, rồi ăn sáng ở trong đó luôn, nó sẽ hợp lý hơn là bỏ 75.000 mà. Và hôm nay Vân sẽ nói về đề tài lái xe nha. Tại vì có một số bạn hỏi Vân và nói là Vân ơi nguy hiểm quá, mà vừa lái xe vừa nói chuyện, quay điện thoại này kia. Thì thực sự là nói cho mọi người an tâm luôn là buổi sáng thì Vân chạy xe rất là chậm, tại vì xe rất là đông. Và khi mà Vân nói chuyện trong xe hơi, Vân cảm thấy là Vân tự tin hơn, và Vân không phải dùng lực để dùng sức lực để hét thật là lớn để mọi người nghe rõ. Trong xe vẫn nói chuyện âm thanh nó sẽ tốt hơn. Với lại là không có bị cản tầm nhìn đâu, tại vì Vân để cái máy nó sẽ trên cao đây nè. Còn cái tầm nhìn Vân là nó đang ở đây nè. Cho nên mọi người yên tâm nha, không có bị cản tầm nhìn. Thì nói về đề tài lái xe hơi thì cũng rất là dài dòng nha. Vân cũng sẽ tóm tắt và ngắn gọn chia sẻ với mọi người. Thì Vân học lái xe và biết lái xe cũng được 8 năm mấy 9 năm rồi. Con Vân là bây giờ 7 tuổi rồi đó. Là Vân đã biết lái xe trước đó rồi, hình như 9 năm hay sao á. Thì cái động lực mà làm cho Vân phải đi học lái xe đó là ông xã Coleman của Vân. Thì lúc đó công ty cũng trong bước đà phát triển thôi, nó cũng nhỏ nhỏ. Và ông xã Vân lúc đó thì cũng sắm được một chiếc xe để đi đối ngoại. Xe đó Vân nhớ là xe Honda Accord, và màu của nó là màu xám lông chuột. Xe cũng hơi to. Và ông xã Vân với Vân đi học lái. Ông xã Vân thì học ở một cái người thầy khác, còn Vân thì học ở một cái người thầy mà ở gần nhà luôn. Tại vì nhà Vân ở quận 7. Và Vân nhớ là khi mà Vân học lái xe là Vân học trong vòng 5 ngày là Vân đã lái tương đối rồi. Và thế là thầy cho Vân ra ngoài Củ Chi, là cái chỗ đó là Vân thi lấy bằng á, bằng lái á. Thì ra ngoài đó để tập làm quen với cái mô hình thi ở ngoài đó, và tập làm quen với cái xe. Cái xe lúc mà Vân thi đó là xe Jay của Toyota, màu xanh gầm cao, rất là dễ chạy. Nhưng mà hồi đó thi bằng số con đó các bạn, nó rất là nhức đầu luôn á, cần số gọi là số sàn á. Bây giờ thì không có phải, bây giờ mình có thể nhiều lựa chọn số sàn hoặc là số tự động, nhưng hồi đó chỉ toàn là số sàn không. Mà Vân nhớ là lúc mà Vân học với thầy của Vân tên là Phước, thầy Phước, thầy rất là khó nhưng mà thầy dạy rất là hay. Ai cũng đậu hết á, đa số là ai cũng đậu hết á. Cho nên là thầy khó như thế thì mình học mới mau với tiến bộ. Nhưng mà thật sự là lúc đó Vân cũng hơi bị áp lực khi mà đi học với thầy. Vân học với thầy trong vòng 5 ngày thì thầy cho ra thực tập ở ngoài trường. Rồi cách 2 ngày là bắt đầu đi thi luôn. Và lúc đó Vân đi thi với hai người học trò của thầy nữa, và hai người đó là Nam. Thì Vân là người đậu cao nhất.
Vân được 95 điểm, còn một anh là được 85 điểm, còn một anh nữa là rớt hẳn luôn. rớt hẳn luôn, bị thầy la quá trời luôn. Thì hồi đó áp lực lắm, học số số sàn rất là nhức đầu, vừa phải điều khiển chân, vừa phải điều khiển số, vừa phải điều khiển vô lăng, phải cảm nhận được cái vô lăng, vừa phải điều khiển được mắt, vừa nhìn gương chiếu hậu, vừa nhìn gương hai bên nữa, rất là khó. Nhất là cái khâu mà da vào ô á, da xe vào một cái ô đậu á, cái đó cũng là một cái ca khó. Rồi đi lên dốc cầu nữa, đạp thắng nhã đi lên dốc cầu á các bạn, cũng là một cái ca khó. Còn Vân lúc mà Vân thi mà Vân bị trừ 5 điểm là do Vân bị đi lên đường song song á, lên cái vạch song song á, có nghĩa là nó sẽ có cái vạch, hai cái vạch đỏ, và mình phải chạy cái bánh xe nằm giữa hai cái vạch, không được cán lên hai cái vạch đó, thì Vân bị trừ cái điểm là bị cán lên cái vạch. Còn những cái khác là Vân trôi chảy, không có bị dính một cái gì cả. Và điểm số của Vân thi là 95 điểm. Và cái mà cái đoạn mà đạp ga, nhấn ga và đạp thắng là cái khúc là Vân thích nhất. Đạp ga gọi là đạp lúc ga luôn, cho nó chạy xong rồi mình đạp thắng cho nó kêu một cái. Nhưng là thích cái đó lắm, thích cái đó lắm. Đó. Thì cái đó là Vân giỏi nhất đó. Cho nên là ông xã Vân nghe nói là Vân chạy ghê quá, chạy gì mà nhanh quá. Nó thực sự là Vân chạy ở mức cho phép thôi. Thí dụ đường cho 40 thì mình chạy 40, đường kêu cho 60 chạy 60 cây số rồi mình chạy 60 cây số. Chứ Vân đâu có vượt tốc độ đâu. Chưa bao giờ Vân bị thổi mà bị vượt tốc độ hết. Tại là thổi là gọi là nhắc nhở mở xe, mở đèn xe, mình quên mở cái đèn buổi tối á. Nhưng mà giờ hết rồi. Hoặc là chạy bị gì ta? Bị sai len. Lâu lâu bị sai len. Thế thôi, nhưng đâu có bị công an thổi nhiều đâu. Và một cái điều thú vị nữa đó là khi mà Dân đã học xong thì khoảng 10 ngày sau là có bằng lái xe. Thì khi có bằng lái xe rồi thì Vân bắt đầu tập qua cái xe số tự động. Thì cái anh bạn đó tập cho Vân, cái anh bạn đó là cũng là bạn, cũng là tài xế luôn, tập cho Vân chạy cái xe Honda Accord. Thì hình như Vân chạy khoảng 1 hoặc 2 ngày là Vân đã thành thạo rồi. Ngày thứ nhất thì anh cho Vân chạy ở chỗ những cái đường trống á, để Vân làm quen với xe. Mà thực sự là Vân làm quen ngay luôn. Và lạ một điều là khi mà Vân bước lên xe số tự động là Vân sử dụng hai chân, chứ Vân không sử dụng một chân. Đa số tất cả các người mà học lái xe rồi á, những người mà học lái xe rồi á, khi mà bước từ số sàn qua số tự động sẽ sử dụng một chân. Tại vì một chân là mình sẽ, một chân phải là mình sẽ đạp ga và đạp thắng, còn cái chân trái sẽ là đạp côn. Cho nên mà khi chuyển qua số tự động thì cái chân phải làm việc, còn cái chân trái là để không. Còn Vân là khi mà Vân bước lên cái số tự động là Vân sử dụng hai chân luôn. Và có nhiều người nói Vân là đi như vậy rất là nguy hiểm, lỡ đạp nhầm thì sao. Mà thực sự là Vân chưa bao giờ đạp nhầm. Và Vân nghĩ là do một phần là Vân sử dụng hai chân quen rồi, đó giống như là một cái phản xạ tự nhiên rồi. Giữa cái não trái và cái não phải, Vân tách biệt nó ra thành hai chân của Vân. Và chưa bao giờ Vân đạp lộn luôn á. Và Vân cũng nghe thầy của Vân nói là những cái người mà sử dụng hai chân để lái xe thường thường là những cái vận động viên thi xe tốc độ cao á, thi đua xe á, mới sử dụng hai chân thôi. Thật sự là Vân cũng thích tốc độ lắm. Nhưng chưa bao giờ đạp sai luôn á. Thật sự. Và một điều nữa là
Dương hay bị ông xã của mình nói là tại sao vừa lái xe mà vừa xài điện thoại. Thật sự là mỗi lần ngừng xe hay là đèn đỏ Vương mới cầm điện thoại ra bấm bấm tí xíu rồi chi kéo kéo vài cái rồi hết đèn đỏ thì bỏ xuống rồi chạy thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Mà thật sự là cái điều mà Dương biết được hay nữa là khi mà Vân học về khoa tâm lý phụ nữ và đàn ông xong á, là Vân biết được một điều: phụ nữ mình, não của phụ nữ mình có 4 ngăn, còn não của đàn ông chỉ có 2 ngăn thôi. Có nghĩa là khi mà đàn ông làm việc tối đa chỉ được 1 việc hoặc 2 việc thôi, còn phụ nữ chúng ta có thể làm được 4 việc cùng một lúc. Ví dụ nha, vừa nấu ăn nè, vừa quét dọn nhà cửa nè, vừa chăm con nè, rồi vừa có thể xem tivi, đúng không nè? Cho nên khi mà phụ nữ chúng ta bỏ hết 3 công việc mà để làm một công việc thì cái công việc đó vô cùng chuẩn xác. Cho nên là có một cái người chị bạn của Vân cũng có nói Vân là nếu như có một tài xế nữ thì chị sẽ là một người đầu tiên thuê cái người tài xế nữ đó để làm tài xế cho mình. Tại vì khi mà phụ nữ đã lái xe thì lái xe rất là chuẩn, rất là tập trung, rất là giỏi. Nhưng mà đàn ông mà vừa lái xe mà vừa đụng vào điện thoại bắt lên nghe thì cái xác suất gây ra tai nạn rất là cao. Đó là một điều không biết. Cho nên phụ nữ chúng ta cứ yên tâm nha, nhưng mà phải nhớ là chạy xe đúng luật. Chạy xe đúng luật. Tại vì Vân không biết, cái điều này nó hơi nhạy cảm, nhưng mà cảnh sát hay để ý những người phụ nữ chạy xe đó. Tại vì họ nghĩ là những người phụ nữ chạy xe thì chạy xe rất là yếu nè, hoặc là không có hiểu biết được nhiều luật, cho nên là hay bị thổi vào để thẩm vấn lắm. Cho nên là nói chung là đúc kết là gì thì gì, nhưng mà chúng ta vẫn phải chạy xe đúng luật và nhớ thắt dây an toàn nha. Vân kể thêm một câu chuyện, đó là nó không được vui lắm, nhưng mà thì lúc mà Vân kể luôn, lúc mà Vân chạy xe ra cái cổng Karem bảo vệ á, thì thường thường khi mà Vân chạy xe ra cổng Karem bảo vệ, hồi đó Vân có quen một cái anh bảo vệ ở đó, anh rất là nhiệt tình và rất là dễ thương. Cho nên là khi mà Vân chạy ra cổng, Vân hay ngoái lại hello, Vân chào ảnh và Vân đi. Và Vân vừa hello Vân vừa chào ổng thì ảnh thì Vân chạy xe rất là chậm, Vân chỉ ấy ga rất là nhẹ. Và khi mà đi qua thì qua cái cổng nó sẽ có cái ngã tư, cái ngã tư đó, thì Vân vừa nhóm ra khỏi ngã tư, Vân nhìn xung quanh thì Vân không lấy xe nào cả, bắt đầu Vân đạp ga để Vân chạy. Thì cái ngã tư nó như thế này, Vân chạy gần hết nó đụng qua cái vạch, cái hướng bên kia là đường qua hết ngã tư, thì có một cái chiếc xe màu trắng của một cô gái chạy với một cái vận tốc khủng khiếp, đụng ngay cái đầu xe của Vân. Và cô ấy giống như là, có nghĩa là như thế này, cô ấy đạp ga xong cô ấy giống như đang làm cái gì đó, ngửa mặt lên thấy Vân và định làm đạp qua cái thắng, nhưng cô ấy không đạp thắng mà đạp ngay cái chân ga và nó kêu một cái vú lật lên, và cô ấy cán ngay cái lề đường của cái ngã tư bên kia. Và thế là cái xe của ấy như thế này nè, lật úp luôn đó các bạn, lật úp luôn. Trời ơi, lúc đó là Vân đang chở hai đứa nhỏ đi học nữa, thì Vân nghe một cái hú là Vân đã thắng một cái két rồi, và bị cô ấy đụng một cái đung ngay cái đầu xe. Cái đầu xe của Vân nó banh chành luôn. Và nếu mà cô ấy chạy mà không vướng cái đầu xe mà vướng thẳng vào cái cửa Vân đang ngồi lái thì chắc giờ này Vân không ngồi đây nói chuyện được luôn á. Và hình như đã lên báo luôn, báo mạng. Giống như trong phim vậy đó. Cũng hên là cô gái ấy không sao hết, cô gái ấy có seat belt.
và cái xe lật úp như thế thì Vân mới chạy ra. Vân chạy ngay ra nhưng xem cô ấy có sao không. Và cô ấy bước ra với một cái gương mặt rất là bình thường, cũng mừng. Và lúc đó thì cô ấy đã đền cho Vân hết khoảng không biết bao nhiêu, nhưng mà đền để sửa cái xe của Vân. Vân thì không phải đền cho cô ấy một cái gì cả. Nhưng mà các bạn thấy rất là nguy hiểm đúng không? Đâu phải là chạy một chân là an toàn đâu. Đó, đạp nhầm ngay cái chân ga, vút một phát, quay một vòng. Nhưng nhớ là cái xe màu trắng, rất là khủng khiếp. Lúc đó con Vân còn học mẫu giáo á. Trời ơi. Đấy, mọi người thấy ha, cái gì cũng vậy. Nói chung là mình cứ làm theo những gì mình thích, mình cảm thấy hợp lý, và mình cảm thấy là đó là một cái phản xạ, một cái quen của mình rồi. Quan trọng là mình cứ tuân thủ luật lệ thôi, đừng có lo ra quá khi mà lái xe. Và Vân cũng sẽ cố gắng không lái xe trong khi mà quay hình. Vân sẽ ngừng lại và nói chuyện với mọi người, cho nên mọi người yên tâm nha. Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở và thương yêu, quan tâm và xem cái video clip, những cái video clip của Vân. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào, tạm biệt. Chúc mọi người có một cái ngày mùng 1 thật là ý nghĩa, và ăn chay thật là ngon. Ok, bye bye.